Trong video ngày hôm nay, ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn hai cách để các bạn có thể khóa màn hình điện thoại iPhone một cách nhanh nhất và đơn giản hiệu quả trong năm 2025 này. Những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái cách để khóa màn hình điện thoại iPhone, tham khảo ngay video này của mình nhé. Cách đầu tiên các bạn hãy tham khảo nhé. Thì bạn hãy sử dụng cho mình cái ứng dụng phím tắt. Nếu bạn nào mà chưa có phím tắt, các bạn lên App Store, các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng phím tắt này về nhé. Đây, của mình có phím tắt rồi. Các bạn sẽ chọn vào mục phím tắt này. Đấy, thì trong giao diện của phím tắt ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào mục phím tắt ở đầu này nhé. Đây này, đấy. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn lên góc tay phải này, có cái dấu cộng, các bạn chọn vào. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào mục là thêm tác vụ nhé. Đấy, thêm tác vụ này. Và bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái mục tìm ở đây. Đấy, các bạn nhấn từ màn hình khóa nhé. Đấy, các bạn chọn cho mình chữ khóa này. Đấy, khóa này. Các bạn sẽ chọn xuống cuối cùng này, gần cuối cùng nhé. Có cái phần là màn hình khóa ở đây. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đấy, rồi các bạn chọn xong này. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng ở trong cái phần phím tắt này đã có cái phần là màn hình khóa ở đây. Và bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm này. Các bạn sẽ chọn cho mình là chia sẻ ở đây nhé. Cái nút chia sẻ ở đây các bạn đưa ra phần màn hình chính nhé. Đây, các bạn chọn nút chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng nó có cái phần là thêm vào màn hình chính nhé. Rồi, các bạn cộng vào này, thêm màn hình chính này. Đấy, tại đây thì các bạn cũng có thể thay đổi biểu tượng này hoặc là sửa cái tên này thành một cái tên để các bạn có thể dễ nhận biết, nhưng mình để nguyên là phần màn hình khóa, hoặc là các bạn chọn cho mình đổi lại là khóa màn hình nhé. Đấy, các bạn đổi lại thành khóa màn hình này. Ví dụ như mình đổi lại thành khóa màn hình này. Tên này. Đấy, khóa màn hình. Ok. Và sau đó thì các bạn chọn thêm nhé. Các bạn chọn thêm. Đấy, như này là các bạn sẽ thấy rằng nó đã ở ngoài màn hình chính rồi. Các bạn chọn xong cho mình. Đấy. Đây. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có cái phần là khóa màn hình như mình vừa thay đổi nhé. Và bây giờ các bạn chọn này, sử dụng này để chạy này. Đấy, ngay lập tức màn hình sẽ khóa và các bạn đợi khoảng một vài giây, màn hình sẽ tự tắt nhé. Đó, thấy chưa? Đấy là cái cách đầu tiên. Bây giờ các bạn đến với cách thứ hai giúp mình. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình xuống mục trợ năng. Đấy, tiếp theo thì các bạn chọn mục cảm ứng này. Các bạn bật cho mình cái phần là Aesthetic này, tức là bật cái phần nút home này lên nhé. Đấy, ví dụ bạn nào đang tắt như thế này nhé, các bạn bật cái nút home này lên cho mình. Tiếp theo này, đấy, ở đây nó có cái phần tác vụ tùy chỉnh. Ở đây các bạn thấy rằng của mình nhé, các bạn cũng có thể chọn khóa màn hình theo kiểu là chạm 2 lần hoặc nhấn giữ. Ví dụ như mình sẽ chọn là chạm 2 lần nhé. Đấy, chạm 2 lần thì mình chọn là khóa màn hình. Ok chưa? Hoặc là các bạn chọn cho mình cái mục là nhấn giữ đi. Nhấn giữ nhé. Đấy, nhấn giữ để khóa màn hình này. Rồi, và các bạn sẽ quay trở ra này. Đấy, quay trở ra. Tiếp theo này, ở cái phần là chạm để bật màn hình nhé. Đấy, nếu bạn nào đang tắt như thế này, các bạn hãy bật lên. Để khi các bạn muốn bật màn hình, các bạn chỉ việc chạm màn hình vào là xong. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn luôn nhé. Mình nhấn giữ này. Đấy, khóa màn hình nhé. Mình chạm này, màn hình đã được bật lên. Thử lại nhé, nhấn giữ này. Đấy, chạm này, màn hình mở. Đấy, rất là hay nhé, các bạn có thể áp dụng hai cái cách mình vừa giới thiệu nhé. Áp dụng ngay thôi nào, vừa rồi mình vừa nêu cho các bạn hai cách để khóa màn hình điện thoại iPhone đơn giản hiệu quả nhất. Hy vọng các bạn có thể có những cái trải nghiệm thật tốt khi các bạn sử dụng hai cách mình vừa nêu. Nếu bạn thấy hay, ủng hộ mình một nút like video. Những bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và chia sẻ video cho nhiều người được biết nhé.